Bây giờ nếu mà gặp cô gái kia hợp ý thì bạn có tiến tới xa hơn nữa không? Dạ em hốt luôn anh. Hốt cái gì? Cô gái người ta hốt cái gì? Dạ ý đó là được em đưa nàng về Vinh luôn á. Nhà bạn. Bằng lòng đi em, anh về quê với má lên liền. Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xe ba bánh. Ba má ngồi sau tụng xe, còn cô dâu chú rể ngồi sau về. Ê, nè bằng lòng đi em, ngày sau, tháng sau, năm sau mình cưới nhau liền. Đổ mồi hột lên rồi đó. Bạn ngồi đó nha, bình tĩnh nha. Tôi làm chương trình bạn muốn hẹn hò lâu lắm rồi, ca này đầu tiên tôi gặp phải đó. Anh thấy em sao? Anh là anh, cũng si gái. Anh thì nói chung là người lao động thì không có chăm chút bề ngoài nhiều. Hôm nay mới chuẩn bị sắm đồ đạc này đi có công việc thì mới mặc đồ đẹp thôi, chứ còn thực ra anh mặc đồ lao động mà nhiều chứ mặc đồ mới rất là ít. Sống chủ yếu là lo cho gia đình bố mẹ và quan tâm tới anh em làm chung hoặc là này kia, mình phải giúp đỡ mọi người. Vậy em muốn hỏi anh là ví dụ như anh tìm được người phù hợp thì anh sẽ có dự tính kết hôn trong bao lâu ạ? Nếu mà anh kiếm được đối tượng phù hợp với anh ấy thì khoảng một năm. Mình cũng cầu mong là cái cuộc gặp gỡ hôm nay nó có kết quả tốt. Mình rất là mong chờ vào cái cuộc gặp ngày hôm nay. Bây giờ hát bài tỏ tình với cô ấy đi. Có thể là một hai câu thôi. Rồi, mời bạn. Em đứng dậy hát. Đứng nhìn bạn gái ấy. Đứng xích lại cũng được. Xích gần nữa à. Hơi nguy hiểm quá. Người ơi, người ở đừng về. Hơi khả tiếng. Dũ. Người ơi, người ở đừng về. Cố gắng. Nở về không bạn gái? Đâu có nở về đúng không? Và bạn là gốc Thanh Hóa đúng không? Dạ, em tặng cô này 36 bông hoa tượng trưng cho quê của em. Còn bạn nữ? Thanh Hóa luôn. Thanh Hóa luôn hả? Vậy là hai người cùng quê rồi. Bây giờ cả hai đều ở Bình Dương đúng không? Dạ. Quá là phù hợp rồi. Tiêu chuẩn mình đặt ra là như thế nào? Thích người à? Biết hát rồi chị. Em hát dở, em không biết bên hát. Bên kia biết hát không? Dạ, hát không phải sở trường của em chị. Kệ bên đây người ta muốn người biết hát, kệ mình biết, mình làm bản đi. Hát thử coi sao? Năn nỉ á. Hát không có hay anh. Kệ nó hát thử coi bạn gái cảm nhận thế nào. Dạ dạ. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em ơi hãy cứ tin. Thôi. Tạm được rồi. Hát được hơn em. Ủa vậy đó hả? Hát gì được hơn em luôn á hả? Em không biết hát chị ơi. Hát gì được hơn em hả? Dạ, mừng quá. Em không biết hát mà. Em hát thử câu anh nghe đây. Thôi. Kệ nó. Hát hay không bằng hay hát thử câu nào đó. Ừ. Dạ. Ghe bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Được rồi anh. Trời ơi. Tôi nói nghe nè, cái hai người này lạ lắm nè. Hai người này mà nếu mà có giận nhau hát cho nhau nghe hết giận á. Thôi mình làm bản nhạc nghệ trước đi rồi. Dạ. Tính gì đâu tính. Em xin trình bày bài là A Little Love ạ. A little love, little kiss, little hug, little gift, on a little something. There's a memories, you make me cry, make me smile, make me feel the love is true. You always stand by my side, I don't want to say goodbye. You make me cry, make me smile, make me feel the joy of love, oh, kissing you. Bạn nam cảm giác cảm nhận như thế nào khi nghe giọng hát của bạn nữ? Em không biết cảm nhận sao nhưng mà ưu điểm của em là hát mà mọi người có thể giải trí được. Thì bạn hát giải trí. Dạ, hát bài giải trí rồi. Bạn giải trí sao? Bạn giải trí rồi. Từ khi em đến làm anh đổi thay, từng trái tim em làm bao đổi thay, vì anh biết rằng được nghe tiếng cười. Nó giải trí thiệt. Giải trí. Hiểu rồi.
Mỗi lần một mùa bạn hát lên vui à. Được, cái này dễ thương nè. Thôi bên đây có ưu điểm gì, khuyết điểm gì kể cho bạn nữ nghe luôn đi. Dạ, ưu điểm của em là em có khiếu hài hước. Em hay hát. Xí xí, hay hát, hát có hay không? Hát một bản đi. Dạ, hay hát nhưng mà đâu hát hay chị. Kệ, hát nhưng... vui là được rồi. Em hay nghe nghe hát bài Đời Tôi Cô Đơn lắm. Tại được vì... rồi, cũng được luôn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làn. Mặc dù rằng tôi chán lối chi. Ờ, được rồi, được rồi, được rồi. Mình hiểu rồi. Trời ơi. Chơi hái hoa dân chủ hả? Cứ để đây em có thể mở ra và đọc cho mọi người và trả lời giúp anh nha. À, nếu có người nói yêu em ngay từ lúc đầu gặp mặt thì điền vô đi em. Yêu luôn. Yêu luôn. Em cảm thấy bị gầy gầy sao? Nếu anh nói anh đã sẵn sàng làm người yêu của em rồi thì điền vô, điền vô. Thì sao? Rồi, bấm nút. Thấy chưa? Rồi nói luôn, hơi thở của anh là của em. Bãi bãi thôi. Nhà cửa sau cậu là của em. Nói đi. Làm luôn. Giống như những câu hỏi vậy á, anh là một bên, em một bên, thì anh muốn anh với em gáp với nhau thành một câu hoàn chỉnh. Dạ vâng. Để thể hiện cái tấm lòng của anh thì anh xin tặng em và quý vị khán giả một bài hát. Lòng anh đã chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu nên lời. Thật khó hoàn. Trời ơi, nó rung hay sao á. Bây giờ anh thấy là chịu đèn rồi đó. Giờ trong lòng em sao? Em đang như thế nào? Tim đập mạnh hay sao? Nghĩ gì về cô gái ở phía trước? Đoạn đường sau này đi thì sẽ có em đi cùng với anh. Thì vậy thôi hả? Vậy còn đòi gì nữa? Nhà cửa xe hơi gì của anh đó. Có cơ hội thì anh sẽ mời em về quê anh. Vùng quê miền Tây, ở Bến Tre. Kẹo dưa này là của em. Để anh thử hướng đặc sản với anh, quê anh. Rồi anh xin cặn em. The distance and space between us and... Xin cảm ơn mọi người. Thầy có biết hát không? Đối với chương trình thì bạn là cái đã hát tặng mọi người. Thì em xin hát một đoạn thôi. Rồi. Bắt đầu. Trời sẽ duyên nên khiến xui anh gặp em, cho nửa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Nói chung là người ta có ưu điểm về cái khác thì cũng phải khuyết điểm về cái nào đó thôi. Thì anh có thể làm học trò tiếng Anh của em được không? Vậy thì em dạy anh ok. Dạ, miễn phí. Cứ dạy vài câu đi. Tình yêu là như thế nào? Anh biết nói anh thích em như thế nào? Ừ. I like you. Dạ, I like you. Học trò này dạy được á anh Linh. Em dạy anh ấy một câu là anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. I will love you forever. Forever. I will love you forever. Nói nguyên câu đi. I will love you forever. Rồi bây giờ mình tỏ tình sao cho lãng mạn hay chút xíu. Để em hát một bài đi chị. Hát một bài. Dạ. Rồi. Cháy lên đi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói. Nhớ mai, nhớ lời nói. Lửa cháy rượu đắng ngày nào. Con đàn chim chư rao bay qua dưới bầu trời. Còn dòng sông ruông pa trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em anh, còn yêu em mãi người ơi. Được rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thủ tục nha. Mời bạn để tay nút bấm. Đây. Vừa có hứa đó nha. Dạ anh hứa trước đây rồi. Anh hứa là sẽ tắm thường xuyên. Hôm nay trước mặt khán giả thì anh xin hứa là sẽ tắm nhiều hơn một lần một ngày. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Được rồi ha. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta đã trò chuyện để phần nào hiểu được nhau, nhưng quyết định bấm nút là để hẹn hò. 1 2 3 Hết thời gian. Vẫn như thường lệ. Chưa yêu lần nào phải không? Từ từ. Lâu lâu. Cảm nhận. Chưa yêu lần nào mà. Từ từ thôi. Từ từ để yên. Để yên, hít vô sâu vô. Sâu vô. Rồi. Thấy sao? Thấy tim nó run run.